Năm đối tượng mang hung khí đi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Đó là Hoàng Trọng Hùng 22 tuổi, Nguyễn Bình Nam 25 tuổi, Nguyễn Văn Ngọc 20 tuổi, Đoàn Đức Lương 17 tuổi, Lê Hữu Dũng 17 tuổi cùng trú tại huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk. Năm đối tượng này thuộc nhóm của Hoàng Đình Phú 25 tuổi, trú cùng huyện cầm đầu. Trước đó Phú và 12 đồng bọn khác đã bị lực lượng công an bắt cùng về tội danh giết người. Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022, Phú đã rủ thêm 25 đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu, gậy sắt, gậy gỗ, cà lê, gậy ba khúc, đinh ba đi đánh nhóm của anh Nguyễn Văn Phước, 22 tuổi, trú tại xã Cà Rông Á, huyện Madarak. Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, nhóm của Phú đi đến trước phòng trọ của anh Phước ở thị trấn Madarak. Tại đây, Phú cùng nhiều đồng bọn đã cầm hung khí lao vào đánh chém tới tấp nhóm của anh Phước đang ngồi ăn nhậu. Hậu quả làm hai người trong nhóm anh Phước bị thương tích rất nặng, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 26% và 9%. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm gây án, năm đối tượng này không trực tiếp xông vào đánh nhưng đã có vai trò giúp sức, hỗ trợ tích cực về mặt tinh thần, phương tiện, xúi giục đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.